Illinois không loại ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ. Ủy ban bầu cử Illinois quyết định giữ tên cựu tổng thống Donald Trump trong phiếu bầu cử sơ bộ bang, nói rằng họ không đủ quyền hạn để loại ông. Ủy ban bầu cử bang Illinois, 8 thành viên gồm 4 người Đảng Dân chủ và 4 người Đảng Cộng hòa, hôm ngày 30 tháng 1 đồng ý tiếp tục để cựu tổng thống Donald Trump tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ngày 19 tháng 3. Ủy ban cho rằng họ không đủ thẩm quyền để xác định liệu ông Trump có đủ tiêu chuẩn tranh cử theo mục 3 tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ hay không. Tu chính án này được thông qua năm 1868, quy định không ai được đảm nhiệm chức vụ trong chính quyền nếu họ từng tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn. Tôi muốn làm rõ rằng một đảng viên Cộng hòa tin rằng đã xảy ra cuộc nổi loạn vào ngày 6 tháng 1 2021. Tôi cũng không nghi ngờ gì về việc ông Trump đã xúi dục và hỗ trợ cuộc nổi loạn ấy. Thành viên hội đồng bầu cử Catherine McCurry nói. Tuy nhiên, bà McCurry cũng đồng ý rằng Ủy ban bầu cử Illinois không đủ thẩm quyền để loại ông Trump khỏi cuộc bầu cử sơ bộ bang này. Viên chức điều trần bang Illinois, Glass trước đó nói rằng có bằng chứng cho thấy ông Trump không đủ điều kiện tranh cử tổng thống vì ông liên quan tới cuộc bạo loạn ở Capitol. Tuy nhiên, viên chức đề nghị Ủy ban bầu cử Illinois để tòa án đưa ra quyết định cuối cùng. Luật sư Adam Merrill của cựu tổng thống Trump cho rằng ông Trump chưa từng liên quan tới cuộc nổi loạn và đó cũng không phải là vấn đề hội đồng bầu cử có thể xác minh. Các cuộc bỏ phiếu hiện có kết quả 8-0 nghiêng về tôi. Họ ủng hộ giữ lại tổng thống được yêu mến trong lá phiếu. Ông Trump viết trên mạng xã hội George Social. Luật sư đại diện cho nhóm cử tri muốn gạt tên ông Trump khỏi bầu cử sơ bộ bang Illinois cho biết sẽ kháng cáo phán quyết của ủy ban bầu cử lên tòa án hạt Quốc. Ông Trump đang là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa dẫn trước đối thủ còn lại trong đảng, Nikki Haley, với khoảng cách đáng kể.